Mặt trận sắp được tới nhà, cả lúc miền Trung nhớ bác. Chúng con sinh ra khi nước còn chia cắt, nơi đó bác Hồ rằng rằng bên miền Trung. Để sớm nay con đi giữa đoàn quân, trong gió biển tràn hòa đi theo dấu chân rất nhiều đã đang đồng hành cùng Mặt Trận và Lê Phượng của buổi đêm sóng của câu lạc bộ nhà mình hôm nay. Trận xin trân trọng cảm ơn rất và rất nhiều. Anh Văn Xuân Lê, em Mỹ Trà, Cả Thí Trần Thơ, Phó Chủ tịch Hoa Huế. Mặt Trận chưa rõ được các anh các chị nào là Phó Chủ tịch Tuyên Đô. Mặt Trận xin cảm ơn Trần Thơ. Trái tim phương Nam luôn hướng về miền Bắc mắng, ở đó bác Hồ người gọi miền Nam. Đường cài cánh xa bao la đất miền Trung, đâu biết hồi bây giờ quê ta trong tim bạn. Tiến đường bao bên nhà giàu.
nó